Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin quốc tế kêu gọi loại Trung Quốc khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Một sáng kiến cá nhân vừa được đưa ra lời kêu gọi loại Trung Quốc khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau một tháng và tới nay đã thu hút được gần 35.000 chữ ký. Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh, tác giả bức thỉnh nguyện thư cho hay, tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2020, số người ký từ nước ngoài thậm chí vượt trội số người ký tại Việt Nam. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thị sát các cuộc duyệt binh hải quân trên Biển Đông vào ngày 12 tháng 4 năm 2018. Anh, Mỹ và Hồng Kông là ba nơi đứng đầu bảng số về số người tham gia ký thỉnh nguyện thư. Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách này sau Ấn Độ. Ngoài ra còn có nhiều người đến từ Nhật Bản, Pakistan, Brazil, Hàn Quốc, Thái Lan, Phần Lan, Macau, Thụy Điển, Mexico, Singapore, Ấn Độ và nhiều nước khác. Thỉnh nguyện thư đã được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng có nhiều hoạt động trên các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông. Xuất phát từ vấn đề Biển Đông, trao đổi với đài tiếng nói phát thanh BBC tại London, tiến sĩ Lê Trung Tĩnh, hiện đang sống và làm việc tại Vương quốc Anh, tác giả bức thỉnh nguyện thư, song ngữ Anh-Việt cho hay như sau. Lý do tôi soạn thỉnh nguyện thư này và kêu gọi cộng đồng tham gia ký vào là do Trung Quốc cho thấy họ là quốc gia liên tục vi phạm các nguyên tắc và mục đích cơ bản nhất của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Việc họ lâu nay nắm vị trí cầm cân nảy mực trong Liên Hợp Quốc đi ngược lại với mong muốn và cách thức vận hành của tổ chức này của nhân loại. Do đó, việc Trung Quốc bị loại khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thể hiện ý chí nguyện vọng của cộng đồng dân cư yêu hòa bình trên thế giới, những người coi trọng công lý quốc tế. Đối với Việt Nam, Trung Quốc cũng đã nhiều lần vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc trong việc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974, Trường Sa năm 1988, gây thương vong cho nhiều binh sĩ hải quân Việt Nam. Đây là hình ảnh tiến sĩ Lê Trung Tĩnh hiện đang sống và làm việc tại Vương quốc Anh. Trung Quốc ngày càng mạnh bạo hơn trong việc sử dụng vũ lực trên Biển Đông. Ví dụ, gần đây nhất là việc Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam. Trung Quốc làm tất cả điều này khi đang đóng vai trò là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Điều này cho thấy rằng họ ủy quyền cậy thế hơn là tôn trọng các nguyên tắc và trách nhiệm của họ tại vị trí họ có thể hành xử đúng mực hơn. Và việc loại Trung Quốc ra khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ cho thấy nếu họ không cư xử đúng mực, họ có thể bị loại. Điều này sẽ khiến Trung Quốc cư xử chừng mực hơn, sống đàng hoàng với Việt Nam và các nước láng giềng hơn. Thỉnh nguyện thư có giá trị thực tiễn như thế nào cũng là một câu hỏi được đặt ra. Cho tới nay, đã từng có nhiều thỉnh nguyện thư được đưa ra thu hút đông đảo ủng hộ từ công chúng. Gần đây nhất, thỉnh nguyện thư kêu gọi Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, Tedros từ chức đã tập hợp được hơn 1 triệu chữ ký. Tuy nhiên, cho tới nay, ông Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới vẫn tại vị. Việc thỉnh nguyện thư có đóng góp được tiếng nói gì và các quyết định thực tế hay không cũng là một câu hỏi. Trước điều câu hỏi này, tiến sĩ Lê Trung Tĩnh cho rằng, ngoài thể hiện mong muốn của cộng đồng, thỉnh nguyện thư còn là một cách truyền thông, đánh động suy nghĩ lương tri của mọi người. Và tác dụng thông tin là vô cùng lớn. Trong số những người ký thỉnh nguyện thư, có nhiều người là người Anh, người Mỹ, Nhật, Ấn Độ và rất nhiều nước khác. Đây là hình ảnh giàn khoan Hakuryu 5 của tập đoàn Rosneft tại vỏ khí đốt Lan Tây ở ngoài khơi Vũng Tàu, Việt Nam. Và liệu chính phủ Việt Nam có dám khai thác trở lại lô 0601 với đối tác Rosneft hay không vẫn còn là một câu hỏi lớn. Vào năm ngoái 2019, Trung Quốc đã cho đoàn tàu hải cảnh của họ cùng với tàu hải dương địa chất 8 quấy rối liên tục tại khu mỏ này hơn 100 ngày. Họ biết việc Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, biết đến đường chữ U ngang ngược và vô pháp và biết đến khả năng và cách thức có thể buộc Trung Quốc ra khỏi Hội đồng Bảo an. Và điều này cho thấy đây là vấn đề thực sự đang được sự quan tâm ủng hộ mạnh của nhiều nước và nhiều người trên thế giới. Dĩ nhiên là khó khăn để thực sự làm được điều này, nhưng không có gì là không thay đổi trong thế giới này nay càng mở hơn với những người và những thách thức mới. Những vấn đề xuyên quốc gia đòi hỏi mọi nước, đặc biệt là nước lớn, cần phải cư xử có trách nhiệm. Thảm họa đại dịch viêm phổi Vũ Hán là một ví dụ. Các trật tự cũ từ những năm sau Thế chiến thế giới lần thứ hai đã được xem lại. Việc Trung Quốc nắm vị trí Hội đồng Bảo an không phải là sự mãi mãi hiển nhiên, mọi người phải cần chấp nhận, đặc biệt là khi họ cư xử không đúng mực. Điều 6 của Hiến chương Liên Hợp Quốc ghi rất rõ rằng một thành viên của Liên Hợp Quốc vi phạm liên tục các nguyên tắc trong điều lệ hiện tại có thể bị Đại Hội đồng trục xuất khỏi tổ chức theo đề nghị của Hội đồng Bảo an. Như vậy,
dù là khó nhưng không phải là không thể, theo một tờ báo của Ấn Độ đưa tin. Và tờ báo The Hindu Times của Ấn Độ quy định hiện hành của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hiện có 5 thành viên thường trực và 10 không thường trực, khiến việc loại Trung Quốc khỏi tổ chức này gần như là không thể. Cụ thể, khi Hiến chương Liên Hợp Quốc được ban hành vào năm 1945, không có điều khoản nào nói về việc làm thế nào để loại một thành viên khỏi nhóm. Trong khi đó, hầu hết các vấn đề của Liên Hợp Quốc phụ thuộc vào quyết định của Hội đồng Bảo an. Và bài viết của Kumar Ramesh hồi tháng 4 năm 2020 nói rằng, đối với Trung Quốc, giống như tất cả các thành viên thường trực, quyền lực lớn nhất của nước này là quyền phủ quyết theo điều 27C của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trong đó quy định bất cứ nghị quyết nào được thông qua cần đạt 9 phiếu, trong đó phải có sự đồng thuận của 5 thành viên thường trực. Đây là hình ảnh hành trình của tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc trên Biển Đông cho đến ngày 8 tháng 5, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia và một phần vùng trồng lấn của Việt Nam. Tàu Hải Dương 8 luôn được tàu hải cảnh số 4203 bám sát và bảo vệ. Và do không có nơi nào hiến chương đề cập đến việc loại bỏ các thành viên của Hội đồng Bảo an, có thể có những thách thức như sau có thể loại được Trung Quốc. Nhưng cũng có những biện pháp lý, có thể như sửa đổi Hiến chương Liên Hợp Quốc, thêm vào điều khoản loại bỏ một thành viên. Nhưng thách thức lớn nhất ở đây là việc sửa đổi bắt buộc phải có sự đồng ý của 5 thành viên thường trực với 2/3 thành viên của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Rõ ràng Trung Quốc sẽ không bỏ phiếu để tự loại mình. Ngoài ra, dù điều 6 của Hiến chương quy định rằng sẽ có một hành động nếu một quốc gia thành viên vi phạm các nguyên tắc của Hiến chương, nhưng việc này cũng vấp phải thách thức vừa nêu. Còn có một biện pháp nữa là không pháp lý, tức là các nước cùng tẩy chay Trung Quốc do sự bất cẩn dẫn đến làm bùng phát đại dịch viêm phổi Vũ Hán toàn cầu và việc truyền bá thông tin thất thiệt. Nhưng điều này quả là thách thức lớn trong nền kinh tế toàn cầu khi mọi quốc gia đều cần Trung Quốc, do đó không chắc là họ sẽ ủng hộ việc cô lập Trung Quốc. Và cách cuối cùng là cải tổ hoàn toàn của Liên Hợp Quốc, qua đó thêm thành viên thường trực và bổ sung điều khoản trục xuất thành viên. Tuy nhiên, điều này khó có thể thực hiện được trong vòng 50-100 năm tới, theo phân tích của tờ báo The Hindu Times. Và có một cái điều nữa là cánh cửa của hy vọng. Ông Lê Thanh Tĩnh nói điều ông cho là cánh cửa hy vọng. Ví dụ, Đức nêu vấn đề cần phải bàn về tư cách thành viên thường trực của Trung Quốc lên Hội đồng Bảo an. 9 nước khác đồng ý, ví dụ Anh, Pháp, Mỹ và 6 nước thành viên không thường trực, thì vấn đề có thể được đưa ra phiên đặc biệt của Đại Hội đồng để quyết định. Đây là hình ảnh toàn cảnh một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Đúng là quy trình sẽ không đơn giản và sẽ có nhiều mặc cả chính trị, nhưng không phải là không thể. Đặc biệt là trong tình hình hiện giờ, nước nào cũng muốn gửi hóa đơn các thiệt hại kinh tế do viêm phổi Vũ Hán đến Trung Quốc. Và tổ chức nào cũng do con người đặt ra và cũng có thể thay đổi để phục vụ lợi ích và hạnh phúc của con người. Tất cả tùy thuộc vào việc chúng ta có lên tiếng mạnh mẽ đủ hay không. Và với thỉnh nguyện thư lần này là thông qua chữ ký của các bạn. Và một câu hỏi được đặt ra là vì sao tôi ký? Trong phần nêu lý do ký thỉnh nguyện thư có rất nhiều ý kiến khác nhau đến nhiều người, nhiều quốc gia. Đáng chú ý là một số lượng lớn người Hồng Kông nhân dịp ký thỉnh nguyện thư đã bày tỏ chính kiến của mình với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Brooker Vong bên Hồng Kông nói rằng, tôi là người Hồng Kông, không phải là người Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành các hành động tàn bạo chống lại loài người đối với người Hồng Kông bằng cách sử dụng lực lượng cảnh sát Hồng Kông. Còn một người khác tên là Gurpreet Singh, người Hồng Kông, nói rằng, tôi ký vì Trung Quốc không xứng đáng ở trong hội đồng đó, họ đang cố gắng để đàn áp tiếng nói của người Hồng Kông. James Lee, người Hồng Kông thì nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc rất độc đoán, Tập Cận Bình, lãnh đạo chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cai trị đất nước theo cách độc tài tuyệt đối. Ở trong nước, ông ta đàn áp tự do của người dân và cướp tài sản đất đai của họ. Ông ta đánh đập tất cả những người bất đồng chính kiến và đối xử tàn nhẫn với họ. Phần lớn người dân ở đây không có tự do và sống trong một cuộc sống hỗn loạn. Người dân tộc thiểu số ở Tây Tạng và Tân Cương có tôn giáo, văn hóa và lối sống riêng của mình. Nhưng ông Tập Cận Bình buộc họ phải rút lại truyền thống của mình và phải theo người Hán chiếm đa số. Đảng Cộng sản Trung Quốc tìm cách đưa ra những cáo buộc về tội khủng bố đối với họ. Đây là hình ảnh đá chữ thập trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã bị Trung Quốc chiếm đóng và xây thành đảo nhân tạo trái phép. Những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy Trung Quốc đang phát triển đá chữ thập thành căn cứ quân sự hỗn hợp lớn nhất tại Biển Đông. Còn về mặt quốc tế thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã liên tục xâm chiếm hải phận của các nước Đông Nam Á, đe dọa Đài Loan bằng vũ lực, trục lợi từ đầu tư quốc tế tại Trung Quốc của các công ty quốc gia trên toàn thế giới bằng cách sao chép nhãn hiệu
và thâm nhập vào tất cả các khía cạnh, bao gồm giáo dục, chính trị, công nghệ, kinh doanh và bầu cử. Còn bạn Benjamin Kiyu từ California, Mỹ thì viết như sau: Trung Quốc đã vi phạm tất cả các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc và quyền con người. Bạn May ở Bangkok, Thái Lan thì nói: Trung Quốc đang thúc đẩy giá trị của Đảng Cộng sản để thống trị thế giới. Trung Quốc cũng vi phạm nhân quyền. Còn bạn Vinh Nguyễn ở Việt Nam thì nói rằng: Tôi ký bởi Trung Quốc là kẻ man rợ của thế giới loài người. David Trinh của Việt Nam thì viết rằng: Có lý khi loại bỏ một kẻ bắt nạt. Các diễn biến mới nhất tại Trung Quốc và luật an ninh về Hồng Kông mà Quốc hội Trung Quốc vừa thông qua đã gây ra các làn sóng biểu tình trên đường phố Hồng Kông. Tuy thế, về phía Trung Quốc, theo Tân Hoa Xã và Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, trong vòng 8 ngày qua, mặt trận chung của cả giới Hồng Kông. Và mặt trận này đã ký gần 3 triệu chữ ký thông qua trang web và các trang đặt bên ngoài đường phố ủng hộ đạo luật này. Hôm 1 tháng 6, đưa tin về sự kiện bày tỏ nguyện vọng của người dân Hồng Kông cương quyết ủng hộ Hồng Kông bảo vệ nhà nước thông qua luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông, thì nội dung này đã được Trung Quốc đưa ra. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2020 với bản tin Quốc tế kêu gọi loại Trung Quốc khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.